Anh xin lỗi. Nhưng mà việc không như em nghĩ đâu. Anh và cô ta quan hệ với nhau từ khi nào? Bọn anh không quan hệ. Ý của anh là bọn anh không có quan hệ nào khác ngoài công việc. Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh và cô ta quan hệ với nhau như thế nào? Anh cũng đang cố gắng nói với em sự thật. Anh bị cô ta lừa. Cô ta đã đánh thuốc anh. Anh chắc chắn là cô ta đã cho thuốc vào trong ly nước chanh muối đó. Ý của anh là vì cốc nước chanh mà anh có cảm hứng làm tình với cô ta? Anh đã sai. Vì anh không đề phòng cô ta. Ngày hôm đó con anh phải nằm viện đấy. Anh đã nhắn tin, anh đã gọi điện cho con gái anh như một người bố tử tế. Anh đã nhắn tin cho vợ anh như một người chồng đàng hoàng. Và sau đó thì sao? Và sau đó có thể ngay lúc anh cầm điện thoại anh đã làm tình với cả cô ta rồi. Anh càng nói anh càng thanh minh, anh càng nói là không phải anh làm thì tôi càng thấy anh hèn hạ. Bởi vì anh không dám nhận những gì anh làm à? Vợ anh không? Tôi đã nghe anh nói là anh yêu cô ta. Anh làm tình với cô ta còn hơn cả vợ anh đấy, thích hơn vợ anh đấy. Anh xin em. Tôi thấy cái sự thỏa mãn bệnh hoạn ở trên mặt anh khi mà anh ở bên cạnh cô ta đấy. Anh xin em thôi đi. Cô ta làm anh sung sướng lắm đúng không? Vì cô ta trẻ mà. Anh không dám xin em tha thứ. Nhưng anh chỉ xin em một cơ hội thôi. Anh muốn chứng minh cho em thấy rằng chính cô ta, cô ta đã cấu kết với một người nào đó để hại anh. Còn anh, anh chỉ có em và con. Anh thôi đi. Từ ngày hôm nay tôi sẽ sang phòng con ở. Tôi xin anh, xin anh, tôi muốn giữ sự bình yên cho cái Thư. Từ giây phút này trở đi anh đừng có chạm vào tôi nữa, anh đừng có đến gần tôi nữa, anh đừng có thể hiện sự thân thiện với tôi trước mặt các con nữa. Vì tôi không thể chịu nổi. Tôi thật sự ghê tởm khi mà anh đến gần tôi. Anh hiểu chưa? Nhớ anh nhắn với cả cô ta đền tiền cho tôi chiếc điện thoại đi. Cô lại thích gây sự đấy à? Tôi đã nhờ thằng Hưởng quay lại cuộc nói chuyện giữa tôi và cô ta. Nhưng tiếc là tôi vui hơi sớm nên là cô ta đã lao vào giật điện thoại của tôi và ném đi rồi đấy. Chà, giật điện thoại của cô. Cô đang kể chuyện hài đấy à? Chính mắt tôi nhìn thấy hai chị em cô vào hành hung người ta. Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu đấy. Vì mắt anh chỉ nhìn thấy những điều anh muốn nhìn. Tim anh chỉ tin những điều anh muốn tin thôi. Và tôi chỉ làm những việc tôi muốn làm. Việc ly hôn của chúng ta ấy, coi như là chuyện sớm muộn. Thế cho nên cô bỏ ngay mong muốn dùng mẹ để điều khiển tôi đi. Cuộc hôn nhân này quá mệt mỏi nên kết thúc càng sớm càng tốt cho tất cả. Nếu cô thông minh ấy
thì nên bình tĩnh, ngồi xuống để đàm phán những điều khoản. Anh biết là tôi không đủ thông minh mà. Vì tôi không đủ thông minh nên anh mới coi thường tôi. Nhân tình của anh mới đè đầu cưỡi cổ tôi. Ly hôn á? Anh tưởng tôi chưa bao giờ nghĩ đến à? Những lúc anh hú hí với cả cô ta, anh nằm cạnh tôi mà vẫn chát chít với cả cô ta, tôi đã nghĩ đến ngay rồi. Tôi thiết tha gì với một người đàn ông không còn yêu thương tôi nữa? Tôi nói cho anh biết, tôi có ngu ngốc đến đâu thì tôi vẫn là một người mẹ. Làm mẹ chỉ nhắc đến nửa từ ly hôn tôi cũng đau lòng rồi. Còn Moon nó còn nhỏ, còn Bống thì bị bệnh tim. Hai đứa nó là sinh mệnh của tôi, là máu thịt của tôi và là máu thịt của cả anh đấy. Khi ngủ ý với cả cô ta, anh có nghĩ đến hai con nhỏ của anh không? Mày đang đâu? Không đọc tin nhắn à? Bố tao tỉnh rồi, để tao lên gặp bố đã. Mở tin nhắn ra xem luôn đi, con điên này. Gấp 3 giây thôi, giữ cái đầu lạnh cho tao. Em đến rồi à? Em ngồi đi. Anh mất công chuẩn bị cầu kỳ như thế này để làm gì? Không ai đi ngoại tình mà khua khoáng như anh đâu. Thì em cứ ngồi đi đã. Nào. Ở kìa. Chán nhỉ? Anh đã mất rất nhiều tâm sức chuẩn bị lên ý tưởng cho bữa tối ngày hôm nay. Sao em không có tí cảm động gì thế? Anh không tin hả? Anh đang chuẩn bị cả loài hoa mà em thích nhất đấy. Kìa, tại sao em lại chuẩn bị khóc đây? Tại sao? Không được, hôm nay sinh nhật của em mà. À, em cảm động quá đúng không? Biết ngay mà. Nó nhưng mà anh nghĩ là không cần phải cảm động tới mức này đâu. Em mà làm thế này là anh đau lòng lắm đấy. Ở kìa. Nói đi. Như thế này là như thế nào? Như thế nào? Em cứ từ từ, sao nóng vội thế nhỉ? Tất cả mọi việc, mọi chuyện nó đều phải có quá trình. Nó giống như cái kế hoạch của anh vậy. Vậy nên là em cứ trải nghiệm, em cứ từ từ, từng phút, từng giây một. Với dù gì, đây sẽ là sinh nhật cuối cùng mà anh có thể tổ chức cho em. Anh muốn gì? Anh muốn biết cảm giác của em. Cái cảm giác mà em bị cái thằng chồng của em là anh, người mà em luôn tin yêu, tin tưởng, đâm sau lưng em, nó như thế nào? Đây,
Anh muốn biết cảm giác này nó như thế nào. À, chưa được thổi nến nên khóc đúng không? Phải thổi nến đúng rồi. Tuổi 35 thật đẹp. Happy birthday vợ yêu. Happy birthday vợ yêu. À khoan, trước khi mà thổi nến phải đúng cái quy trình. Em phải ước, em phải nhắm mắt lại, chắp tay, em nguyện cầu. Ví dụ như em cầu cho bố em khỏe lại, em cầu cho ông ta không dính vào vòng lao lý, em cầu cho đây không phải là sự thật, đúng không? Đây là tâm sức của ai? Nó rất là ngon, nó rất là ngon. Tại sao em lãng phí như vậy? Em có biết ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ hồ đồ mất không? À! Khốn nạn. Anh không chấp nhận được cái chuyện mà vợ chồng xưng nhau, xưng hô với nhau kiểu này. Em đã mắc một sai lầm rất sai. Em có biết là em càng đau đớn thế này, em càng phát điên, thì anh, chính anh mới là người hả hê và vui sướng nhất. Em có tin được không? Nhưng đó là sự thật. Mạnh Hoàn, tại sao anh đối xử như thế với tôi? Tại sao? Tại sao? Em 35 tuổi bây giờ em còn hỏi tại sao? Cái lý do nó rất là đơn giản. Tại vì em vô tình. Em là con gái của kẻ thù của anh, kẻ thù của gia đình anh. Vậy nên cái gì mà ông ta yêu quý nhất sẽ là thứ mà anh dám ngạt nhiều nhất. Bố tôi. Ừ. Bố tôi làm gì anh? Đi về mà hỏi bố cậu. Sao tôi biết được? Không. À, lão già đó tầm này chắc tỉnh rồi. Nhưng mà tôi đang hình dung khi ông ta tỉnh dậy và ông thấy con gái rượu của ông ta như thế này thì sẽ sao nhỉ? Xem nào. Nếu là tôi nhá, vỡ tim mà chết, đột quỵ mà chết. Mày muốn đánh, đánh đi. Để xem ai mới là người đau nhất, tao hay chị mày. Được, mày muốn đánh nhau đúng không? Chơi. Đấu với nhau. Anh chú. Không, xanh lắm. Đánh nhau gì? Đá hả nhau? Đánh ơi. Em muốn đập tôi. Em đập đi. Em đập đi. Tại sao em khóc? Tại